Tari gua kunci masalib kelun tiru nang koma. Kesung rai tampul, kesung rai nang tampul perkah bak tutupi ba. Senar som rok rok rai nơi đồng bằng sông Tiên chấm nuôn buôn ti tăng nơi Campuchia bà chẳng giang nào đâu đây sông Tiên chẳng ấy đây sông Tiên là đang kể hạt đây sông Tiên chẳng ấy đây sông Tiên bà chẳng nơi Khlong phẩm man hay ta crom hôn ấy dương mình toàn đang cái chăm mơ sạch cây đi cá pi lô cửa tông thà ta crom hôn na mau video đam bay rock ro rai nè rock ro rai này vô tới nè bà ban tại nhà ban nâng vô ban tại nhà ban nâng rút rô rai hay vô rai từ từ thế kế bạc ấy nâng à, mà vô rai miền nơi Campuchia vô tập bạc hay mà nâng thập bạc phá chậm nâng ấy khi mà toàn đăng tế à lấy bò miền đồng bắt xong mà lúc tông thư sử dụng cái chung bây mặt dưỡng xong chơi cơ số rai nâng thập bạc Campuchia cứ ban xâm rách trên nơi sử dụng cái chung đồng mùi Prakas Vanyarok Krum Hun Teng Lai Na Đại miên bòm nón đạp biệt sản áo xong rốc rốc ra nơi Campuchia xong bê ta đạp biệt màu và hai tí tăng đã rì rõ thập bà Campuchia bắt đó xong rạp chia đầm bòn xăm bà tiên rốc rốc ra nó cứ miên buôn tí tăng đại nơi ai khát ủ đò miên cháy bà vĩa nâng mật đôn kỳ rì hai xong rạp đầm bòn chạy lẽ nó kiếm xong chùm riếp chùn tờ đó là lô xoay bản đà Krum Hun video tặng ốc đại miên bòm nón trong video nước khăn ông ca rốc rốc ra nơi Campuchia cứ xong người ta chưa tha thì mũi cứ đồng bón xăm bật tiên đại xoay rốc ra nó tùm hôm pi rồi km cổ lá sát nơi đồng bón trọc bèng tiên sốc trọc bèng bỏ sát khách ưu đo miền cháy thì pi đồng bón xăm bật tiên xoay rốc 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 ra tùm hôm mà rồi cao sụp buôn km cổ lá đại sát nơi đồng bón đại sát nơi đồng bón tùm núp đạch sốc tập peng prasat khát ở đó miền cháy nâng sốc chom sán khát bởi hía hai đồng bọn thị bấy cư đồng bọn xăm bà tiên tùm hôm pi rôi km cỏ lá sắt nơi đồng bọn phải kiêng nâng ẩn trốn sốc bích đá khát môn đô kỳ rì tùy bốn cư đồng bọn xăm bà tiên đại miên tùm hôm pi rôi km cỏ lá sắt nơi đồng bọn phải kiêng nâng ẩn trốn sốc bích đá khát môn đô kỳ rì ba chẳng cứ tùm hôm cứ thạc khó khó khăn miền pi rơi cửa lô mát hay miền mà rơi cao sơ buôn cửa lô mát cửa là chẳng nơi khăn ông khát bấy ở lô sấy đại đồng bọn thằng buôn đi cứ ai nâng ai cửa đồng hôn vị đi dục tệ tông tư nâng ca rúc rốc ra nơi ai đòi miền chơi bà viên đồng đôi kỳ đi bày khát này hỏi ở lô sấy chưa đẹp hơi nơi bà tế Campuchia đàm lói kẻ hào thác sổ văn hùng bà chỉ tức đây đây sầm bô tới đây miếng bịch bông keo con rai group prophet bởi dương thì dây ông pia rai ở lô sấy dương miên rai miếng rai prạ rai chung thmo bà rai đây chân sầm bô hô hiên bên tên bà đây là hô đo nơi khát có công khát cùng bốt dương ấy mùi chùm nuốt nơi pia đại dương chi phnung chị thmo tới nó khuôn sắt ta miếc miếc ba tầng đông tầng đông nơi pra, nơi prevê hia nơi mình đôi cái gì đại khi ông thlo tới luôn cái tầng khơi thả châu từ khnông tới rung rung á ba khi ông khơi para cái lái nó cứ đầm bọn át sần sọc đại sa che nơi khnông prey nơi chăng lư đã crom hôn Việt Nam ba crom hôn Việt Nam châu máu tận đây Campuchia mình đang tha xong chút bắp ở nhà thôi biết mấy ai biết mấy cái châu từ đó cứ miên con cũng lăng ca pì ao vi châu từ rục rò rai nè nồng nặng châu tới khi châu tới khơi nhà mà plate rút chân mà vinh dương mình khai cho mấy luôn cái tổng châu nè không prey ở miên cái lưng ấy dương miên là camera lùi thoát bàn hơi kì cả ao lúc camera nó chia một toàn bàn ao chân ở chẳng đam bay ấy đam bay đó đôi chỉ vứt dương tới tại lúc camera nâng lúc video nâng ni hai chi ông pơ mùi khó chấp bắp đã thơ với mùi mình chlón rì rõ tha bị bà nơi khnông khát mù than chlón bản tích một túi miên ca khúc khất bà khám miên tùm lạp hiếp bà khám miên tùm lạp hiếp chun thân ác đực nòm khám miên tùm lạp hiếp xâm rạp bị chia chung Campuchia nẹ nạ ban nẹ năng dô lùi tờ nẹ nạ giấy ban môn dô môn tờ nè đôi chi rương tà la cà đôi chi rương dây mùi thôi với em viên tà la hiệp ai để cho cốc
chan tiên sắt này anh thử có đồng con lui sân tranh là khéo khung nè đồng con lui tử à lui nước đồng con tử chẳng hết thua ao à bốc côn mà chầm luôn thì là vì áng này vì miên lui này bà lỡ khơi chết sai anh được không rít thì ni rầm bình tâm an nè đại tử chọn cục nè đại miên lui mà hà xảo à lời xua thả con nó không cục rước con đâu cả lại nè nơi tại anh cả xa tê còn để bắt vua con ở hải tới hố bờ dương tam đan khăng hai vị châu sần khi mà tam đá này châu nơi khăng năng sân á chạm tranh cho vinh chẳng tiếc đấy à bây giờ mình tôi phải áp chun nằm nâng tầm mơ tất chun tầm mơ bà toàn đất không mà thì cả cách quân từ kia bà từ đi ca chun bà quát chẳng bà bạn nè nhom nhom kết tới tha tầm la phiếp rồi bảo bị chia bộ rót cam bị chia dương nơi miên cầm rắt bà nơi miên cầm rắt cả lái nam miên ắt thì pull cả lái nam miên sai bà thưa ca lươn á bữa ót sai với nhà đặt trao mà khai pi khai bắt để chân mà mình chẳng thà tầm la phiếp nơi cả lái nè ba cả lái khá đặt trích là nghĩ láng chọc chạp đấy không khi mà vô đó xua tới tham mình miên tại cái xa nâng mũi tê luôn bà mà phải thích Campuchia nè mà phải thích Campuchia bà anh nâng tầm lá phía bà quạt và đây là xong ấy lúc tông châu rùm từ khi nông mà xích đi từ bình bà xa đại ắt bọt đi từ bình bà lúc tông chơi bà tẹt tông từ nâng sạc cam mà phía ในการวิทยุโรคไรหรือกับทุนทิ้งทอมเจตในการปุ๋ยเชี่ยยังเคยทำปิดจิตมีตำราเพียบเหม็นนี่ยังยัยได้ปิดประกอบการปิดหาจุดพ่อระบบทิ้งอ้ําคือปรมินปิดแบบครุฑที่กันไหลได้ยังจองสำนักการิคุณเหมือนเต็มจ่อแบบวิพุการวิทยุแต่เรื่องทุนทิ้งทอมเจตได้มีไรได้มีตึกได้ปริพนมมีเจดามนี่คือกูน่าแต่ตัวบ้านเนอพอสำหรับปุ๋ยเชี่ยปลอดระบบครุ่นได้ตำราเพียบแบบហើយលទ្ធផលនឹងផលដែលបានពីការវិនិយោគរបៀបនេះគួរតែត្រូវបានបែងចែកទៅលើការកសាងអភិវឌ្ឍនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមដែលសំខាន់ដែលមានដូចជាស្ពានខ្នល់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យទីអារាមបាទប្រឡាយទឹកអីជាដើមសម្រាប់បម្រើដល់សេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជារួមប៉ុន្តែយើងឃើញថាសកម្មភាពវិនិយោគមួយចំនួនគឺពោពេញទៅដោយភាពខ្មៅកខ្វក់បាទដែលបង្កប់នៅភាពកាហៅថាពុករលួយបាទបាក់ពួកហើយនឹងការកេងប្រវាញ់ទៅលើផលដែលបានពីការអភិវឌ្ឍវិនិយោគទៅលើធនធាននេះទៅវិញបាទយើងឃើញថាធនធានធម្មជាតិជាច្រើនរួមទាំង preacher កាហៅថាឈើប្រណិតបាទដែលត្រូវបានដឹកជញ្ជូនចេញទៅក្រៅប្រទេសជាច្រើនលានតោនហើយទាំងកុងតឺន័រតែម្ដងរួមផ្សំទាំងរ៉ែមាសរ៉ែប្រាក់បាទរ៉ែជុំថ្មដែលត្រូវបានដឹកជញ្ជូនយកទៅដើម្បីកែច្នៃបាទនៅឯក្រៅប្រទេសហើយដែលត្រូវបានត្រឡប់មកវិញនៅគេហៅថាភាពអយុត្តិធម៌អត់មានតម្លាភាពអត់មានកណន័យភាពនៅក្នុងការទទួលបាននៅផលនេះត្រឡប់មកវិញនេះគឺជាចំណុចខ្សោយមួយនៃការអនុវត្តរបស់គេហៅថាមន្ត្រីខិលខូចបាទមន្ត្រីខិលខូចនឹងគឺខូចប៉កែមែនតើហ្មងរឿងរត់ការឯកសារវិនិយោគនេះមួយពុករលួយមួយទៅនៅពេលដែលដំណើរការយកផលឬក៏អនុផលនៃធនធានធម្មជាតិនេះដើម្បីដឹកជញ្ជូនយកទៅកែច្នៃនៅខាងក្រៅនោះកັບកេងប្រវាញ់នឹងមួយទៀតទៅពុករលួយនេះមួយទៀតទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅតែមិនទទួលបាននូវដំណាភាពដែលតាក់ទងទៅនឹងការវិនិយោគណានៅការកែច្នៃនៅធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនហើយប្រេងកាតនេះទៀតសោតយើងមានប្រេងកាតនៅសមុទ្រកម្ពុជារបស់យើងដែលយើងនៅតែពន្យាពេលនៅឡើយទេអស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានតាំងសច្ចាសន្យាឲ្យថាដំណក់ប្រេងដំបងដែលនឹងត្រូវយកនៅឆ្នាំ2015 2020បាទហើយឥឡូវនេះគឺថាយើងមិនទាន់យកបានដល់ហើយទេនៅពេលដែលយើងយកបាននៅដំណក់ប្រេងរបស់យើងពីសមុទ្ររបស់យើងយើងគិតថានោះហើយគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលសង្ឃឹមថាអាចនឹងយកទៅលក់ឲ្យប្រទេសជិតខាងឬលក់ទៅឲ្យប្រទេស
ពិភពលោកទៅទៀតប្រេងកាតរបស់យើងដែលអាចរកចំណូលបានយ៉ាងច្រើនរយលានដុល្លារក្នុងក្នុងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រឿងប្រេងកាតតិចប្រភពព័ត៌មានច្បាស់កាថាកន្លែងដែលយកប្រេងកាតហ្នឹងឥឡូវប្រទេសថៃគេថាមកចំណាយបកគេដែរបាទឥឡូវខ្ញុំមិនជំនាញអីទេគាត់ខ្ញុំគួរគិតពីមុនមកពួកថៃនឹងអត់ដែរសួរនាំដល់ពេលរករកប្រេងកាតហ្នឹងបានចាប់ដើមសួរទេអាកន្លែងនេះចំណាយបោះអញមួយដែរនេះ ខ្ញុំឆ្ងល់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យរីករាល់ថាវិបាលពិនិត្យពិច័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុននឹងធ្វើអ្វីសូមឲ្យធ្វើល្បងឲ្យច្បាស់លាស់សិនបាទកុំអាលយើងធ្វើផ្ទះយើងធ្វើអីរួចហើយគេថាចាប់ដើមវាស់វែងយកល្បងកាត់ផ្ទះនឹងពាក់កណ្ដាលឲ្យឈឺចាប់ទេឥឡូវកំពុងតែកិត្តិចារណាថាយ៉ាងម៉េចចេះមិនទាន់បានព្រេងកាតផងចាប់ដើមតដើមវាស់ដីគ្នាយក យកទឹកដីភិងកាតនឹងចែកគ្នាឥឡូវគេថាអត់យកទាំងអស់គេចែកគ្នាពាក់កណ្ដាលឬក៏ប្រមាណ200នោះអញ្ចឹងទួលនីតិនេះសូមឲ្យរីករាល់ថាវិបាលពិចារណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវខ្ញុំបានតែនិយាយធម្មតាខ្ញុំស្រឡាញ់ទឹកដីកម្ពុជាខ្ញុំស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិធនធានរបស់កម្ពុជាអ្វីដែលធម្មជាតិឲ្យមកបាទដូចជាព្រៃឈើរបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងសួរថាបត់ល្មើសព្រៃឈើទម្រាំនឹងបានអនុវត្តបានរៀងស្កាល ប្រហែលខែមុនចាប់ដើមទៀតប្រហែលអាទិត្យមុនចាប់ដើមគាត់ស្ងាត់តិចចាប់ដើមការមុនរីករដ្ឋាភិបាលបានចាប់ទាំងអស់អុកញ៉ាណាទាំងអស់ត្រូវតែចាប់អានោះដល់ម៉ោងត្រូវចាប់បើពីមុនមកដូចអនុវត្តភ្លាមមកវាមិនអស់ប៉ុណ្ណឹងទេបាទឥឡូវមិនដឹងថាអុកញ៉ានឹងនៅកន្លែងណាទេមិនដឹងទេណាបាទក៏លោចាប់តែចាប់តែកណ្ដាស់អីមិនដឹងទេបាទ ឥឡូវទុកពេលវេលានេះក៏នេះជាព័ត៌មានមិនមែនបំផុសបំផុលប្រជាប្រដ្ឋទេអស់លោកឃើញថាកន្លែងប្រេងកាតនេះជាកន្លែងធនធានមួយដ៏មហាសាលចិញ្ចឹមប្រទេសបានរាប់រយឆ្នាំទៅទៀតអញ្ចឹងសូមឲ្យគិតពិចារណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវបងប្អូននៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅប្រទេសអីគេគុយវ៉ៃតបាទហេតុអីគេអត់មានស្អីទាំងអស់គេមានតែលក់តែប្រេងឲ្យទៅប្រទេសជិតខាងគេចិញ្ចឹមប្រជាជន នៅក្នុងប្រទេសគេស្រួលដោយមិនឈឺក្បាលគេមិនចាំបាច់ធ្វើស្រែដោយកម្ពុជាទេបាទគេមិនបាច់ធ្វើកសិកម្មទេគេយកតាធនធានពីក្នុងដីមកនេះគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចិញ្ចឹមឥឡូវប្រេងកាតបានលើដំណឹងដំរីបានមកហើយទឹកដីកម្ពុជាយើងឥឡូវកុំឲ្យមានបញ្ហា ឆ្លោះវែករវាងវាស់ដីចែកគ្នាសារកាត់ដីចុះឡើងចុះឡើងរឿងអញ្ចឹងឃើញហើយដូចនៅខាងកើតអញ្ចឹងណាដូចខាងកើតអញ្ចឹងយើងឆ្លោះគ្នាហើយចាត់ចែងផែនការបានត្រឹមត្រូវកោះត្រល់ហេតុអីបានមានឈ្មោះកោះត្រល់ដោយសារពីមុនអត់បានវាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវឥឡូវដល់វាស់ត្រឹមត្រូវហើយឈ្មោះកោះត្រល់ទៅជាកោះភូកុ ពុកកុអីណានោះឥឡូវកោះហ្នឹងត្រូវជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចតំបន់ទេសចរទីបំផុតយើងបានត្រឹមតែកោះត្រល់ទេបាទបានត្រឹមតែកោះត្រល់ហើយបន្ទោសអ្នកណាកុំបន្ទោសប្រជាជនកម្ពុជាបន្ទោសអ្នកណាគឺបន្ទោសអ្នកដែលវាស់វែងពីមុនមកឥឡូវយើងរស់បានតែប្រហែលឆ្នាំ100ឆ្នាំគ្រប់គ្រប់គ្រាថា100ឆ្នាំទៅចុះអ្នកខ្លះទៅ រស់បានមិនគ្រប់100ឆ្នាំផងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ចេះស្រឡាញ់ទឹកដីបាទចេះវោហវែងឲ្យឆ្លោះគ្នាហើយមិនឆ្លោះទេដាក់លើតុកទៅចែកណាទាញអមកប្រមាណខ្ញុំមិនជំនាញទេគាត់ថាអបវោះឲ្យបានតែគេបានទេមិនទៅយ៉ាងណាគាត់សោកស្ដាយឈ្មោះកោះត្រល់បាទខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ឈ្មោះកោះត្រល់នឹងដែរ ប៉ុន្តែតហតទឹកដីនោះឆ្លងកោះត្រល់ភ្លាមគេរកវីសាភ្លាមឥឡូវហ្នឹងគេរកក្រដាស់ស្នាមទៀតឥឡូវហ្នឹងបើឡើយមិនបាច់យាយឥឡូវត្រឡប់មកព័ត៌មានយើងវិញណាលោកកតុងបាទបាទអរលោកលោកស្រីប្រិមត្តជាផ្នែកថាធនធានធម្មជាតិរបស់យើងគឺសម្បូរបែបហើយដោយដែលដូនតារបស់យើងបានបន្សល់មកទៅជាកេរដំណែលនឹងមិនធម្មតាទេមិនត្រឹមតែប្រាងប្រាសាទប្រវត្តិសាស្ត្រដែលដុះនៅលើដីដែលយើងមើលឃើញនឹងភ្នែកទេសូម្បីតែនៅក្រោមដីក
ដែលយើងមិនតន់អាចមានលទ្ធភាពក្នុងការកែឆ្នៃយកមកប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺបើកឱកាសសម្រាប់ការវិនិយោគពីក្រុមហ៊ុនបរទេសសម្រាប់ការកែឆ្នៃនៅធនធានធម្មជាតិដូចជារ៉ែនេះជាដើមដែលត្រូវបានប្រកាសថានឹងបើកចំហសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលមានបំណងចង់បង្កើតជាការវិនិយោគរករ៉ែនៅកម្ពុជាទៅលើតំបន់ដែលជាតំបន់សម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់រាជរដ្